Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Atalanta sẽ được chơi ở Champions League mùa tới sau khi đảm bảo một suất top 4 vào ngày cuối cùng của mùa giải diễn ra vào hôm qua, sau khi kết thúc mùa giải, bao gồm một trận hòa gần đây với nhà vô địch Serie A là câu lạc bộ Juventus, Atalanta đã tiếp tục đánh bại Sassuolo và giành một vị trí tham dự Champions League, đồng thời qua mặt gã khổng lồ AC Milan. Domenico Berardi đã có bàn mở tỷ số vào lưới Atalanta khi có cú sút dứt điểm thành công ở phút thứ 19 nhưng Duvan Zapata cũng đã ghi bàn thắng thứ 23 của mình trong mùa giải này để cân bằng tỷ số trận đấu. Domenico Berardi ghi bàn sớm cho đội khách, nhưng chính anh từ người hùng đã chuyển sang nhân vật phản diện khi nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân. Alejandro Gomez đưa Atalanta trở lại thế dẫn bàn chỉ 8 phút sau giờ nghỉ và cầu thủ dự bị Mario Pasalic ấn định chiến thắng với pha lập công ở phút thứ 65. Đội bóng của Gian Piero Gasperini xếp thứ ba và giành vé dự Champions League cùng với đội đứng thứ tư Inter Milan. Những người đã đánh bại Empoli 2, một nhờ pha lập công ấn định chiến thắng của Radja nên Golan vào phút thứ 81. Kết quả đó và trận hòa không, không của Genova tại Fiorentina khiến Empoli phải quay lại Serie B, trong khi AC Milan sẽ phải chơi ở Europa League mùa thứ ba liên tiếp dù giành chiến thắng 3, 2 tại SPAL nhưng chỉ về thứ 5 trên bảng xếp hạng. Sông Lam